Rồi hôm nay là 29 Tết, năm con trâu nha anh em. Cần tiền mua đồ Tết, em bán luôn nha. Bán luôn cái FCR 35, đồ chơi GB, bích xéo cực đẹp luôn nha anh em. Em chỉ bán trong cái Tết này thôi. Đang cần tiền bán rẻ luôn. Mình bán cho anh em cái bình xăng FCR 35 đít xéo này, mình bán giá là 10 triệu chẳng. Lúc trước có nhiều người trả hơn luôn, không bán, lúc đó chưa cần tiền. Cần tiền thì phải bán nha anh em. Cực đẹp, bao anh em là hoạt động full mọi chức năng, không lỗi lầm. Ví dụ 28 đít xéo anh em thấy nhiều, 39 đít xéo thì cũng có mà ít. Nhưng mà anh em mà đúng mà kiếm 35 đít xéo thì cực kỳ hiếm. Đó. Rất là hợp cho anh em chơi vô hải máy nằm nha. Anh em chơi hải máy nằm mà 67 rồi tự do hoặc là này kia là đưa vô hết bài. Thèm lắm. Nhà cũng có FCR rồi, mua về tính để vô mà hôm nay hết tiền rồi, hết tiền rồi phải bán nha anh em. Em bán 10 triệu chẳng. Chỉ bán trong cái Tết này thôi. Qua Tết thì hên xui. Hết kẹt tiền thì không bán, tại vì á cái dòng bình FC35 đít xéo GB này á, thật sự là anh em nếu mà có khi mình có tiền á mình mua cũng được nữa, tại nó rất là hiếm. Bình cực kỳ đẹp luôn, toàn bộ là tem bọng zin 100%. Mình bán có giá là 10 triệu, anh em nào chốt alo mình nha. Giá này là em bán rẻ rồi, rất là rẻ luôn. 10 triệu nha anh em, 10 triệu cho cái FC35 đích xéo, hàng đồ chơi GB nha anh em. GB nè, chứ không phải là đích xéo thường nha. Lên xe là đẹp đúng không? Trên xe em đang chơi cái 35 đích ngang, đích xéo là anh em chơi là trống như vậy luôn. Vô xăng là không cần đi coi xăng dài gì đâu. Rất là đẹp. Tính mua vô xe nhà nè, mà hết tiền là phải bán rồi. Anh em nào chốt alo mình nha, 0933 996 332.